Hôm nay mình thử đàn mới, vừa làm được một cái đàn, hai cái bầu ghép lại là một một cái đàn. Mình sẽ đàn thử.
chùm va nềm cuối nằm chùm pia chùm hát cứng khâu chùm mây ma cuốt bơ cuốt nềm đuôi tim chơ của nó. Chùm nục bên to lặng vui quá chùm mây pi chữ và nòng lại thao sắc xanh kim quái mỗi ý nòng chăn cần chiến sĩ trương đông xin nòng bình phù rung theo ơn xuân thong xiên mà pióm câu lim nhằng tổng béo mùa xuân nòng ơi từ đông băng năm cuối ngườm pia sẽ hử khách bay mà lặc điếm chồng mày tang hắn xiết hắn thương nhìn sắc sân quê hương binh thái chùm lăng mềm nải tóc quý tua bên mà rằng tua bên bay nào niệt hát công bâu tò nình khay khẩu chùm lăng càng ngăn đây lăng hát bên tay na tay cắn sắp kiếp bên hòn chân chữ lăng tay to những thương tay to đuồng khiến chúng xưa ơi ngồi nhạc chẳng cần cháy mạc chùm mẹn tôm ba lại bay từng đuông mẹn bay xa đầy thương mà lặng mẹn bâu nghĩ mạc chấm tem căng mì công ra mẹn thương chắc bâu tổ quốc ấy thống nhất bắc nam chân trời đây tình cảm đang rộng xây thẳng có nào niệt nát công hơn tó bay mẹ thương cả sắc cần sắc hơn hát xàm hư nước châu hư dân nhược cả cần hư lo hát tràn năm tay mẹ thương năm chữ khôn ô la quá khứ na phụ hèn trơn tóc quay không hèn bản bao thao cần lại vãng hèn căn kết bàn đây bên à lườn kỳ mưa nhân duyên cũng tại thổ mà thôi tổng tương chưa phân à nơi thập liễu thật thô thính phân hiểu gai trai phân cho ai lấy ai đã đành
có duyên chẳng phải tìm tin thôn. Ôi là đang đặt hết bên không hèn bán vì duyên bấu lò hẹn hắc hành gia tay ca lặng gió dặn gì là dịch nhớ tài văn hà thế dây tánh nguyệt lão che tay trắng đều hèn mới luận cụ kiều ưa cao. Ôi là duyên kiếp định làm sao hay vậy quân quốc liền kéo tới khẩn khôn quyết với phủ hèn xuân qua với khổng hèn bàn. Ôi là qua cứ na phụ hèn chuẩn tốc quay không hèn bản bao thao cần đại vãng hèn căn kết bàn đầy bên a lườn kỳ mưa nhân duyên cũng tài thổ mà thôi. Tổng tương chưa phân nơi thập liễu thật thô thình phấn hiểu gai trai phận cho ai lấy ai đã đành có duyên chẳng phải tìm tin thôn. Ở là căng đặt hết bên không hèn bán vì duyên bấu lò hèn hắc hành gia tay ca lặng gió dặn gì là nhịn nhớ tài văn hà chế dây tách nguyệt lão che tay trắng đều hèn mới luận cụ kiều ước ao. Ôi là liên kiếp định làm sao hay vậy quân quốc liền kéo tới khẩn khôn quyết với phủ hèn chuẩn qua với không hèn bàn.